Em Thảo trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác làm vườn. Những lô bầu mới nhất của bên đơn vị em Thảo mới về. Hôm nay thì em sẽ quay chi tiết về bầu, bọc ổi. Và đặc biệt thì hôm nay em đã về được bạt phủ cỏ các bác ạ. Với những cái sản phẩm này thì đây là những cái dụng cụ thân thiết đối với các bác làm vườn, các bác nhà nông. Bầu thì bên đơn vị em Thảo sẽ có đủ size nhá. Đấy, như các bác nhìn đây thì hôm nay em có 18, 16 này. Và kích thước đây sẽ có hết tên ở trên bao, như cái này là 25, 28 này. Đấy, và với dòng bầu này thì em sẽ có đủ size từ nhỏ tới lớn. Một video ngắn để đưa tới tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Đây là cái cuốn trải bạt nhé, cái bạt trải phủ cỏ. Đấy, và bên em Thảo thì hiện tại đang có 1 mét, có nghĩa là cái chiều cao của nó thì sẽ là 1 mét. Cái này là gấp đôi này, về các bác tỏ đôi ra để các bác nhìn mình trải để chống cỏ. Cái này chống cỏ hiệu quả tới 100% luôn. Để nếu như vườn các bác mà trồng cây mà để không đi rạc cỏ thì sẽ mất rất nhiều những chi phí để nhổ cỏ. Nhưng với cái bạt này khi các bác nhà mình đã sử dụng để che phủ lên mặt đất nhé, thì sẽ không còn một tí cỏ nào nữa. Đấy, còn về bầu ươm thì sắp sửa tới mùa xuân là mùa các bác ra cây. Thì em sẽ có kích thước nhỏ nhất là kích thước 88. Còn đây là kích thước lớn này. Các bác cần tư vấn thì cứ alo trực tiếp tới đầu số điện thoại để em tư vấn nhé. 2621. Đấy. Còn bầu nhỏ là bầu 88, đây là số điện thoại của bên đơn vị em Thảo bao trái cây về tất cả các loại đồ làm vườn. Đấy, còn bầu nhỏ đây, bầu nhỏ là bầu 88, là nhỏ lắm, nhỏ xíu như cái cốc như thế này này. Đấy, còn về shop bọc ổi thì bên đơn vị em Thảo là một đại lý chuyên cung cấp giao xỉ và lẻ. Với số lượng lớn như này thì các bác cứ mua từ 5 cân trở lên em miễn phí ship hoàn toàn nhé. Quay cho các bác xem về cái shop bao bọc 4 mùa. Shop bao bọc 4 mùa thì shop này bên em đang gửi tới các bác có thể sử dụng được cả mùa hè, mùa đông, mùa thu, mùa xuân đều được hết. Trên đầu thì em đã cột dây chun hết thế này, các bác về chỉ việc lùa vào trong quả ổi thôi là đã sử dụng được ngay rồi. Đấy, bao tải quấn cây nhá, em cũng rất chi là nhiều để phục vụ các bác làm cây cảnh. Về bọc ổi này thì nhà em sẽ bán lẻ, các bác mua số lượng ví dụ như 5 cân được miễn phí ship, còn ít hơn 5 cân thì các bác mất phí vận chuyển. Khi đặt hàng thì các bác nhà mình hãy gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại này nhé. Hoặc là các bác vào Zalo xem hình ảnh, xem mẫu trước khi đặt. Đấy, và tiếp tới là tới chun. Chun thì nhà em sẽ có cái dòng chun này là chun. Các bác biết chun không ghẻ là nó như thế nào không? Có nghĩa khi các bác dùng chun thì không bao giờ lo chun đứt nhé. Đấy, là một loại chun tốt để các bác mua rồi buộc ở đầu này này. Qua quá trình sử dụng có nghĩa là cái này bác dùng được mấy năm rồi, cái dây chun nó hỏng thì các bác cần thay thế thì các bác có thể mua thêm. Cái này thì cũng rẻ thôi, 20.000 một lạng thì được khá là nhiều. Đấy, một túi này là nửa cân nha các bác nhé. Một túi này là nửa cân này. Đấy, và bác nào mà có nhu cầu mua bóng không thì em gửi bóng nhé. Cái bóng này thì em là bóng mờ. Có biết biết cái bóng mờ nó tốt như nào? Với bóng thì rất nhiều bác là sợ mua phải cái bóng trong. Cái bóng trong thì nó sẽ dính. Các bác thì mình sẽ không mở được bóng ra. Về chiều dài của nó thì sẽ là 20 nhé. Còn chiều rộng ngang nó sẽ là 16. Tất cả trong cái bóng này thì đều có lỗ thủng ở ngang cạnh như này, để thoát hơi. Hoặc là để có nghĩa là cái quả ổi của mình nó cũng cần phải thoáng đấy, chứ không phải là kín mít đâu. Đây nhá, là nó hở hết như thế này. Bóng này là 60.000 đồng một cân. Mua từ 55 cân trở lên là em miễn phí ship hoàn toàn. Đấy, bóng chun xốp rất chi là nhiều. Và bên đại lý em thì hiện tại là đang cung cấp trên 63 tỉnh thành của đất nước. Bác nào ở đâu cũng có thể mua được, chỉ cần các bác gọi điện trực tiếp lên đầu số điện thoại này hoặc là kết bạn Zalo nhé. Ngoài xốp bọc ổi thì bên em còn có cả túi vải. Đây là túi vải này. Túi vải này là túi vải rộng 20, cao 20. Thì cái này sẽ có loại để bao vú sữa hoàng kim, bao ổi, bao la, bao mãn cầu và nhất là bao bưởi da xanh và bao bưởi diễn. Em có đủ, và túi nhà em là túi may thủ công 100%. Các bác nhìn cái đường may đây. Bác nào mà đã dùng túi này nhà em một lần thì đảm bảo lần sau các bác sẽ nhớ và sẽ không muốn thay đổi một loại nào nữa cả. Hiện tại em đang có túi lưới mùng và túi vải nhá. Túi vải là loại an toàn tuyệt đối. Đấy, bóng xốp và chun bầu ươm hiện tại đang về rất nhiều. Hôm nay thì một cái video ngắn này để em đưa tới các bác trên mọi miền Tổ quốc. Bác nào đang cần mua sản phẩm gì cứ gọi điện trực tiếp tới em để em tư vấn các bác nhé. Và em sẽ nhận gửi mua bầu này chỉ 5 cân thôi là em miễn phí ship tới tận nhà. Và giá thì cực kỳ là rẻ nhé. Bác nào mà cần mua sỉ cũng alo tới em, em cũng sẽ gửi tận nhà các bác luôn. Giá bao đẹp luôn các bác nhé. Đấy, và với đại lý em Trường Thảo thì sẽ có hàng nghìn những cái sản phẩm khác nhau.
Khi xem được video này, các bác mà đang quan tâm và đang muốn xem thật nhiều sản phẩm hơn nữa, mỗi bác nhớ cho em xin một like nhé, nhấn vào chuông và nhấn ngay vào chữ đăng ký kênh ở ngay cạnh góc màn hình để đón xem và cũng như là để lựa chọn một cái dụng cụ thích hợp dành cho công việc làm vườn. Em cung cấp cả cuốc, xẻng, liềm, nhiều thứ lắm. Các bác thì mình đăng ký kênh rồi thì sẽ xem được hết tất cả những cái sản phẩm em đăng tải nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.